Vâng, thân ái xin chào các bạn, các anh chị em trong làng audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn audio hân hạnh giới thiệu đến các bạn, các anh chị em một bộ đôi tương đối là bình dân. Đó là đôi loa đến từ đất nước Bỉ, là đôi loa ADS model L570-2 và một chiếc âm ly sang xuôi. Một chiếc âm ly sang xuôi model là SIT, hay còn gọi người Việt Nam mình gọi cho gần gũi là sang xuôi 6. Vâng. Hay là Sui 7 là 7, ví dụ như vậy. Thì mình cũng từng bán những cái dòng đó rồi. Thì các bạn nhìn thấy Quý Nguyễn sẽ vào chi tiết từng sản phẩm một. Trước tiên là chiếc âm ly. Các bạn nhìn thấy bề mặt phía trước, chiếc âm ly rất đẹp, không hề trầy xước gì cả. Mặt phay nhôm trắng các bạn nha. Đèn đúc, đèn đốm đầy đủ, đều. Vâng, rất đẹp. Và các nút nè, các bạn xem các nút rất đẹp. Mình giới thiệu tổng thể trước đi. Chi tiết thế thì con ly này bác radio rất rõ các bạn nghe, mình nhích radio lên cho các bạn nghe. Tôi từ đầu năm giờ đã có một số cuộc đây, họp radio về điều chỉnh cái cách radio đài đài đây là đài FM dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2, điều chỉnh lại rất rõ sẽ rời lại vào các thời điểm thích hợp. FM mà rõ cửa đó chưa có tên nếu câu thêm một cái đoạn dây tên nữa thì rất rõ các bạn nghe. Vâng, và nội thất phía bên trong chiếc âm ly các bạn xem tiếp, cấp cơ sở công nghiệp, cấp các bạn xem tiếp, âm ly còn phải màu kể cả những như như cái nắp này, trang tuyển sinh trực tuyến như cái nắp này có nhiều chiếc âm ly bị mất đi, nhưng chiếc âm ly này vẫn còn ok sang xuôi. Các bạn thấy những dòng chữ còn rất rõ, rất nét, giống như là mới sản xuất. Đây là chiếc nắp này, mình cũng tháo sẵn ra. Chiếc nắp này là ba đại cái bo của những cái con công suất và bộ sò đấy, con này 4 sò sắt scan các bạn nha. Vâng, và toàn là những cái tủ trắng, tủ trắng, nhìn cái tủ trắng là các bạn biết là tủ của Mỹ rồi. Vâng, và cái nắp này cũng lấy luôn ra, lấy luôn ra cho đẹp. Nên là chiếc thanh xuôi có mã số của nó này, 3 số đuôi 660. Các bạn nhìn phía bên hông của nó rất đẹp. Đây, từ đây là tăng phô và bên hông của chiếc âm ly, và mình sẽ để nhìn phía sau của chiếc âm ly. Các bạn biết không, thì chiếc âm ly này là âm ly xuất hàng xuất Mỹ, nó chạy 4 dòng điện. Điện của nó là mình xài điện 117, 110, 220, 224. Nếu mình muốn đổi điện thì mình mở cái nắp này ra. Mở cái nắp này ra các bạn này, các bạn có thể nhìn thấy trong này không? Là mình lấy cái giống như cái phích cắm điện vậy, mình thay đổi. Mở cái nắp này ra hai con ốc này thôi nha. Vâng. Và mỗi dòng điện đều có một cái cầu chì, các bạn này, 4 cầu chì riêng. Và điện công suất con này là 220W nha. Nhưng mà theo Quý Nguyễn thì cái watt không quan trọng. Cái watt không quan trọng. Những con ly đèn có 30-40W thôi, nó vẫn đánh âm ly vài trăm watt là bình thường. Vẫn đánh cái loa vài trăm watt là bình thường các bạn nha. Vì mình nghe nhạc thì mình nghe rất nhỏ chứ mình không nghe lớn. Vâng, và những cái nút của nó cũng sáng choang, rất mới. Con này đặc biệt là cũng 3 chạm loa A, B và C. Vâng. Đó là một chiếc âm ly Quý Nguyễn vừa giới thiệu với các bạn. Và Quý Nguyễn tiếp tục giới thiệu một đôi loa này. Đôi loa thì đôi loa ADS thì đôi loa này nó thiết kế giống kiểu của những đôi loa của Đức, nhưng mà đôi loa này là USA các bạn nha. Có chiều cao là 48, chiều rộng 30 và chiều sâu là 28. Lưới của nó là lưới sắt. Mình lấy cái lưới ra. Lấy cái lưới ra để các bạn tường tận rõ hơn. Lấy cái lưới ra. Vâng, đôi loa là loa hai quay các bạn ạ. Hai quay màng giấy. Màng giấy lá cây, màng giấy mịn. Bách 20 và một chép đôm. Các bạn nhìn phía sau của nó gần như đôi loa này đẹp toàn diện. Vâng, đôi loa này các bạn nhìn thấy ADS model của nó là L570-2 Margin USA các bạn nhé, Washington, các bạn thấy rõ không ạ? Đó, Washington USA, họ nhà sản xuất họ để cả cái địa chỉ của cái nhà máy. Loa đây trở kháng của nó 8 ohm và công suất là 100W trên một loa. Vâng, đôi này chơi nhạc vàng thì ở những cái phòng nhỏ thì chơi rất ok. Nhưng mà nói nhỏ gì chứ phòng cỡ 30 mét vuông là chơi ok. Chẳng hạn như cái phòng của Quý Nguyễn đây là nghe đã ok rồi. Vâng, các bạn xem tiếp chiếc loa bên này. Chiếc loa bên này Quý Nguyễn cũng tương tự lấy lưới ra để các bạn xem cho nó rõ ràng tường tận.
bao zin các bạn 100%, zin từng con ốc, phải nói là như vậy, zin từng con ốc, viên cao su, màng giấy, mũi vải, đấy, zin từng con ốc này là ốc lục giác các bạn nha, đây, mình nói rất rõ, và đôi này rất đẹp, với giá đôi này 6 triệu đồng, vâng, và chiếc âm ly sang xuôi ship là 9 triệu đồng, vâng, chiếc sang xuôi không chê chỗ đâu được. Chỉ còn các bạn có lăng tăng là nó có hợp với loa mình nhà hay không thôi, chứ còn chiếc âm ly thì về chất lượng và độ đẹp của nó thì quá ok. Vâng, cái size nó cũng size 44, hay chỉ có một chiếc âm ly Pioneer bộ 949 phía dưới thì mình bán rất nhiều con 949, thì bây giờ còn một con thì size lớn thôi đây. Vâng, xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của chiếc âm ly này với cặp loa này. Và trước khi như vậy, bắt các bạn, nhờ các bạn xem luôn cái đít của chiếc âm ly, mình bật cái đít lên các bạn xem nào. Đây các bạn thấy cái đáy của chiếc âm ly 7 màu sặc sỡ, rất mới, chỉ cần cảnh và mình quay bằng điện thoại cho các bạn nha. Rất đẹp, đẹp từng chi tiết, từng cái dây điện nó còn mới. Vâng, đây là cận cảnh của cái nắp đáy của chiếc âm ly. Mình làm rất chi tiết để các bạn tiếp tục các bạn nghe một bản nhạc để đánh giá được bộ đôi này. Vâng, xin các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được bộ đôi chiếc âm ly Samsung Sheet với giá 9 triệu đồng và cặp loa ADSL 570 Z2 với giá là 6 triệu đồng. Đêm qua trắng đêm mơ thường mình bóng cũ xa xưa. Em ơi bước đi rất hay. Bộ lâm mình còn để bấy nhiêu mà các bạn đã nghe bắt rồi. Mình chưa chỉnh đấy. Đèn vàng nhòa từng chưa tắt. Khu phố xưa lạnh buồn tênh. Hôm em bước lên xe.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTuber của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Quý Nguyễn xin báo giá lại một lần nữa, đôi loa ADS-L570-2 Made in USA với giá 6 triệu đồng và chiếc âm ly Sansui Shit.